Alo, anh chị có nghe thấy không ạ? Sao ạ? Có phải là chuẩn bị cho đợt bùng nổ không ạ? Anh chị thì 720 mà thắng Tiến liệu thì thấy sao ạ? Tôi hỏi là mọi người có nghe thấy không ạ? Có nghe thấy không ạ? Âm thanh có được không ạ? Chào anh. Hôm nay thì lại là đó võ xanh lòng. Hôm nay thì trường giảm điểm có à, ok, âm thanh chắc là tốt đúng không ạ? Em thử cái máy mới mà. Dạ. Thì trường hôm nay đó võ xanh lòng, đó võ xanh lòng, đó võ xanh lòng, đó võ xanh lòng. Là như thế này ạ. Bảo Việt giảm này, Abico giảm và GAT giảm, Masan giảm chút. Nên là đó võ xanh lòng, anh chị cứ an tâm mà giao dịch. Hôm nay mở lệnh mới, mua mới cho Vinamilk là ok này. Mở lệnh mua mới cho PVS cũng ok luôn này. Có ai thích dược phẩm không ạ? Làm tí Domico cũng được ạ. Domico được ạ. Sắt thép thì khỏi nói nữa rồi. Hoa sen, Hòa Phát, Nam Kim thì em nói quá chuẩn luôn rồi. À, anh chị canh dùm cho em con Thế Giới Di Động á, 164 á, ok đấy ạ. Thế Giới Di Động 164 bắt đầu mở mua được ạ. Có Tích Công thì mua ngày hôm qua ngon rồi. Kinh Bắc khả năng lần này nó lên thật rồi ạ. Sacramento hả? Sacramento thì nếu mà có thì cứ nắm thôi. Chắc là lên hôm nay nó đang giá bao nhiêu rồi ạ? Sacramento á. Cá nhân thì thắng thấy là Sacramento ok rồi ạ. Để em xem con Sacramento nhá. Sacramento đợt này thì chắc là cũng đi xa đấy, bởi vì là dưới 10 mà. Cổ phiếu dưới 10 mà. Ok đấy ạ. Để em kiểm tra. Anh bảo xem rồi Sacramento cái đi đến đâu cái anh bảo ơi. SHB hả? SHB thì mua nắm giữ dài hạn, anh Vũ Thanh Nghị ơi. Anh Thanh Nghị ơi. Dạ dạ. À, em đang nói dỡ là hôm nay là xanh à, đỏ vỏ xanh lòng, tức là gần như là danh mục của nhiều nhà đầu tư là tăng. Tâm lý khá là hứng phấn, khá là tích cực luôn. À, 2 4 5 phiên tích lũy rồi. Khả năng đang à, cá nhân em đánh giá thì khả năng có một cái đợt gọi là chuẩn bị cho công tác chuẩn bị cho cái đợt tăng khá. Mà thực tế mà nói gì thì cái thị trường này không tăng thì nó giảm thôi mà, có gì đâu mà. Có hai cửa thôi, một tăng một hai giảm. Đúng không anh chị? Nó có mỗi hai cửa, một tăng hai giảm. Bây giờ nó không tăng thì nó giảm, nhưng mà em đoán thì nó tăng. Mà cái việc nó giảm thì cũng phải chấp nhận thôi, đề phòng trường hợp đấy. Nhưng mà nhìn trên biểu đồ thì thấy có một cái vấn đề này này. Đây là em nói vấn đề thị trường thôi. Thanh khoản tăng, volume rất là cao, trong vòng 4-5 phiên gần đây là volume cao. Nếu đúng theo dự đoán đúng của em á, thì ngành ngân hàng sẽ là chủ lực kết hợp với ngành dầu khí. Dầu khí chẳng hạn, ví dụ như hôm nay GAT nó giảm này, mai nó tăng thì GAT này, Vietcombank thì khả năng đợt này em nghĩ là nó vượt luôn 52, bởi vì cái cách của nước ngoài nó mua lợm lắm. Anh chị để ý con Vietcombank nha, nước ngoài nó mua rất là lợm, rất là tởm luôn. Nó mua nhắm mắt nó mua chứ nó không thèm để ý đến ai hết á, không có coi bố con nhà nào ra cái gì hết á. Thêm Vinamilk nữa thì đương nhiên thị trường nó tăng mạnh thôi, nhìn phát biết liền rồi, đúng không anh chị? SKG thì nếu mà giá dầu nó cái chứng ở đây thì SKG thì vẫn về cơ bản thì vẫn tích cực. Cái tăng trưởng thì nó sẽ không mạnh nữa, bởi vì là đã đi vào ổn định rồi. Đợt này Phú Quốc đã đi vào hoạt động khá là ổn định rồi, nên SKG thì về cơ bản là sẽ tăng trưởng là hợp lý thôi, chứ còn không có tăng trưởng đột biến như ngày trước nữa. Nhưng mà nó bị ảnh hưởng cái giá dầu ấy, bởi vì chi phí nguyên liệu đầu vào là chi phí quan trọng nhất của SKG. Và giá dầu mà nếu mà nó đứng yên ở đây thì ok, nhưng mà nó mà tăng thì coi chừng. Nên là lưu ý con SKG chỗ đấy, bởi vì giá xăng dầu càng tăng thì thằng đấy biên lợi nhuận càng giảm. Nguyên liệu đầu vào của nó là xăng dầu. Ok.
Hôm nay thì sắt thép thì lên khá là tích cực, hoa sen điểm mua ngày hôm qua ok luôn, hôm nay hoa sen lên tốt. Có tới công nữa nè, có tới công hôm qua điểm mua tốt quá. Đúng mà. Anh chị nào có Việt Hàn hôm qua có Việt Hàn không? Cái con mà gọi là đồ đầu cơ mà có đánh 20% giá trị mục hoặc là 10% á. Cũng ngon. Alo. Chia sẻ nhá, chia sẻ trên các câu lạc bộ nhá anh chị em. Em đó cho nó vui, đông vui nó mới vui. Trên cái biểu đồ trực tuyến em được có 55 người xem, chán vẻo. Đúng là Hòa Bình bá đạo thật, đợt này em bỏ qua con Hòa Bình. Quá là bá đạo luôn. Đánh cái kiểu gì mà nó đánh lên không ngừng nghỉ luôn. Cái Hòa Bình nhá. À với ở phía dưới cái video em đang trực tiếp này có một cái bài em đăng là em sẽ loại bỏ bớt bạn bè đi á. Anh chị nào mà còn tồn tại thì vui lòng like giùm em cái, bởi vì hiện tại thế này nó có một vấn đề rất đặt ra là em có hai nick Lê Văn Thắng rồi, mỗi nick có 5.000 là hai nick 10.000 người rồi mà đầy hết rồi, có khoảng tầm 1.500 nick này theo dõi, với bên kia khoảng 1.000 theo dõi nữa là 2.500 theo dõi. Mà bây giờ vẫn còn khoảng tầm 500 người mà muốn kết bạn cùng gọi là sở thích chứng khoán tài chính á. Nên là em sẽ dùng chương trình chạy những người nào mà ít tương tác thì em phải bỏ bớt để kết với những người mà cùng cái đam mê sở thích. Nên anh chị vui lòng là like á. Cái này thì cũng không phải gì hết á, bởi vì là thực ra về cá nhân em thì em không giống như các cái nick Facebook khác. Em coi cái Facebook là cái nơi để mà chia sẻ, để mà trao đổi các cái kiến thức về tài chính. Em không phải nặng nề câu chuyện là Facebook là cái chỗ mà đi vệ sinh cũng đang đăng hình lên. Không phải vậy, mà nơi đây là nơi để gọi là chia sẻ tài chính rồi làm ăn, kinh doanh. Nên là không có gì mà đáng phải xấu hổ khi mà mình cứ hay chơi Facebook cả. Bởi vì với người khác thì nó là một cái địa chỉ cá nhân, nhưng đối với em nó là nơi làm việc, nơi chia sẻ, nơi gặp gỡ với mọi người. Và nói thật với anh chị là phần lớn anh em, khách hàng, bạn bè của em đều nằm ở Facebook cả. Thưa với anh chị là hôm nay thì em nghĩ là PVS có một cái điểm mua có thể là xem xét được. Cái này em nói chung chung thôi ạ. Vietcombank thì cái kiểu của Tây nó mua thì hai ngày hôm nay mỗi ngày nó mua trên 600.000 cổ phiếu, nên em nghĩ là Vietcombank đợt này chắc qua 42 luôn á. Hôm nay 397 rồi, còn có hai giá nữa thôi là qua 42. Sabico thì hồi nãy giảm khoảng tầm 7 điểm, bây giờ giảm còn có 4.3 thôi. Hiện tại có Masan đang giảm điểm. Hòa Phát thì đầu phiên mạnh nhưng mà có vẻ là tạo một cái nến hơi bị xấu, khả năng hôm nay có nhiều nhà đầu tư chốt lời. Hoa Sen nó mạnh lại, Nam Kim nó mạnh lại. Kinh Bắc thì mua 13.7 là đẹp nhất. Phiên nay là em khuyến nghị một số người mua là hôm nay là T2 rồi. HNG có 200.000 của ai đó bán sàn thôi, nhưng mà chút xíu là nó hốt lên hết mà, không có vấn đề gì đâu anh chị. Hình như là có một chút của ngành dược, Domeco với dược khẩu trang á. Dược khẩu trang lên hơi nhiều thì nó chuyển sang chơi Domeco. Hòa Bình. Anh chị cẩn thận với cái cổ phiếu Hòa Bình nhá, bởi vì em được biết là tin đồn đoán là Hòa Bình lên 45, nhưng mà thưa với anh chị là nó đã tăng từ 27 lên đến 38 rồi, tức tăng 10 điểm. 10 điểm là tăng 30%. Nếu tính từ vùng đáy, nếu mà mua thì là phải ở cái trạng thái là sẵn sàng chiến đấu á. Tức là lúc nào cũng khi mà cổ phiếu về là đưa nó lên trên nòng á. Có vấn đề là anh chị bóp cò giùm em cái. Chứ không biết ở đâu những cái cổ phiếu này mà nếu mà định giá về mặt cơ bản, em đảm bảo với anh chị không có cái giá nào 45 hết với Hòa Bình nữa đó. Đừng có nói mà cái việc mà Hòa Bình 45, 47 lấy cái niềm tin là nợ cả một đống, lấy niềm tin đâu mà lên 45, 47 được. Chị chơi giống chơi rốt á. Mua xong ba về bỏ nó vào cái nòng súng á. Đưa ngón tay vào cái chỗ bóp cò á. Nếu có vấn đề anh chị bóp cò giùm em cái. Là em nghĩ là hợp lý. Vì là chơi đầu cơ mà chơi gọi là chơi theo cái kiểu là gọi là cổ phiếu nó đã tăng đến tận 30% mà vẫn lao vào mua thì phải chơi như thế thôi, chứ không có cách nào khác hết ạ. Còn đến khi mà mất tiền, mà ví dụ như có nhiều cổ phiếu mà nó tăng mầm mầm sau đấy mất tiền thì đó là do mình không chủ động trong cái phương pháp mình chơi thôi.
Bởi vì mua cổ phiếu tích lũy nó khác, mà mua cổ phiếu đang trong cái đà tăng mà đã tăng đến 15, 20, 30% rồi thì nó phải có một cái em này chia sẻ chân tình luôn, phải có một cái gọi là cái kiểm soát rủi ro của mình. Và canh làm sao vào nhịp mua để cố gắng là T3 về, chứ đừng có mua mà mới T0 xong cái T1 nó giảm mạnh, cái T2, T3 cái về lỗ 15%, thì cái đó là nói thật anh chị thông cảm ngu chết thôi. Em thì em chỉ khuyến nghị với anh chị những cổ phiếu đang tích lũy thôi. Em có cái thói quen hơi xấu đó là ngày xưa em cũng mất nhiều tiền ở trên này rồi. Nên em cũng mong muốn là các anh chị với em là cũng nói chung là kiếm tiền thì chưa chắc là có được không, nhưng mà giữ tiền thì nên. À đúng rồi, hôm nay có thằng anh Alive với HNG chắc là ra tin lỗ phát cuối cùng á. Thì nó cũng lên nhiều rồi, HNG với HAG nó cũng lên nhiều rồi. Chắc khả năng có tin á. Bởi vì đợt vừa rồi HNG với HAG lên nhiều lắm đó anh chị. Còn cái mấy cái tin mà gần đây nhất là ra cái chuyện mà anh Đức tuyển 2200 cán bộ công nhân viên đi cạo mũ cao su á. Hình như sếp em cũng ăn ứng tuyển đi cạo mũ hay sao á. Hồi nãy em thấy cái này em nó nhỏ. Không, em có nhiều sếp lắm. Em có nhiều lãnh đạo lắm, bởi vì mấy khách hàng của em đều gọi là sếp cả. Anh chị cứ để ý xem với con kinh Bắc á, cái cách ngày xưa một lần nó lên á, nó lên đều lắm, lên rất đều đặn luôn. Nhưng mà nói thật là rủi ro là T3 nhá. Hôm nay hàng em khuyến nghị cho khách hàng em mua là hôm nay là T2 rồi. Mua giá 13.7 á, anh chị mà mua giá này là đắp thân sau lại á. Nói trước mà lại bảo là không nói, còn em khuyến nghị cho khách hàng của em mua từ cái hôm bữa cách đây 2 hôm rồi. Giá 13.5, 13.7 á. Hôm qua thì có khuyến nghị mua hoa sen. Hoa sen thì chắc em ý cũng ổn nữa thôi. Có nhiều anh chị hỏi em bảo khuyến nghị cho một cái con mà gọi là hàng Benny mà hàng Jack á, chơi vui á. Anh chị chơi Việt Hàn được. Xong rồi chơi con Sam Real đi cho nó vui. 9.000 là cũng không phải Jack đâu, nó cũng làm ăn kinh doanh đàng hoàng lắm đấy. Hay chơi Ita cũng được. Nó cũng là có khu công nghiệp, cũng làm ăn chứ không phải cái dòng mà gọi là chỉ phát hành không có ăn. Ủa hình như là mất mạng hay sao, không thấy anh chị nào bình luận hay là like liếc gì cả, like phát xem nào anh chị ơi. Hay bình luận đi, em thấy mất mạng hay sao, chẳng im mắng quá hay là lắng tai anh em nói hay như nào nhỉ. À có một con nữa đó là ngân hàng SHB á. Giá có hồi 5.500 thôi, em nghĩ là con này là con Benny có thể chơi nếu mà thích chơi ngành ngân hàng. Bởi vì trong ngành ngân hàng anh chị chỉ để ý đến về công băng công thương BIDV. Nhưng mà có một số ngân hàng nhỏ nhỏ anh chị chơi được, tham gia được. Sáng sớm nay thì thưa với anh chị là em có mua một cái tờ báo là Thời báo Kinh tế Sài Gòn. Thời báo Kinh tế Sài Gòn đâu chị vừa tân nhỉ. Cái cuốn đấy nó viết đến 4 bài về chứng khoán, nói về ngân hàng không, rất nhiều tin hay. Em tổng hợp lại, mai mốt em gửi cho anh chị một video riêng về ngành ngân hàng. Rất nhiều các vấn đề liên quan tới sắp tới đây á, khả năng cao Vietcombank sẽ đứng ra làm vai trò hỗ trợ cho một ngân hàng xấu. Và Vietcombank sẽ được nhà nước, tức là ngân hàng nhà nước hỗ trợ một số chính sách để làm chuyện đó. Thứ hai nữa là trong 4 ngân hàng quốc doanh á, ngân hàng gọi là ngân hàng cổ phần nhà nước á, thì có Vietcombank là đã hoàn toàn là không phải trích lập dự phòng với cái nợ xấu nữa, đã sạch nợ rồi. Thì bắt đầu từ bởi vì đó là lý do tại sao mà cái anh Tây anh mua, đó là nói cho anh chị biết về cái vấn đề Vietcombank. Bắt đầu từ sang năm nay này là không phải trích lập dự phòng nữa, thì cái lợi nhuận của Vietcombank nó sẽ tăng tích cực. Thứ hai nữa là đang soạn thảo cái luật về cái cơ chế cho phép xử lý nợ xấu. Bởi vì xưa nay á, thì cái nợ xấu tức là cái tài sản đảm bảo á, được đem về nhưng mà chưa biết là xử lý như nào, sau khi mà tòa án phán quyết hoặc là nhận được cái thỏa thuận của hai bên về cái việc mà xử lý nợ xấu á, thì chưa có cái cơ chế để là cho cái chủ nợ là ông ngân hàng ông xử lý như nào. Nên sắp tới là đang soạn thảo. Thống đốc Lê Minh Hương đã có ý kiến trong cái chuyện này rồi. Nên là ngành ngân hàng thì anh chị cứ canh giùm em cho em là giảm khoảng 30% như đấy vào mua được. 30% của cái đợt tăng vừa rồi á. Tức là 10% so với đỉnh á. Đó, giảm 10%. 10% so với đỉnh hiện tại là mua được. Bởi vì đợt vừa rồi nó cũng tăng khá đấy, tăng khá lắm á. Ủa sao 30 trong 2 lắm?
Em đang dự đoán á, là khả năng cao là từ ngày 12 tới ngày 15 á, ngày 15 á, sẽ có một đợt tăng khá tốt được đến từ Sabico, Vinamilk, Gas và cổ phiếu ngành ngân hàng. Với cái việc là Vietcombank nó sẽ vượt đỉnh trên bộ vừa mà 41-42 á, thì vì có cái sự hỗ trợ đó nên là thị trường nó sẽ có một đợt tăng khá là tích cực, tiệm cận với vùng 720. Đó là dự báo thôi. Cái này dự đoán này nói thật với anh chị là cũng chia sẻ rất là thẳng luôn. Nó giống như thầy bói mà bói mù á, em bói đại á. Nhưng mà em suy nghĩ theo cái căn cứ như thế. Thì công thương BIDV, Vietcombank nó sẽ có một đợt tăng mạnh nữa. Đợt tăng đó thì là nó mới hợp lý rồi, bởi vì thanh khoản nó em thấy vẫn tốt, chả có lý do gì mà thanh khoản vẫn đều lắm. BIDV, công thương, Vietcombank thanh khoản cực tốt, mà đặc biệt anh Vietcombank có mấy anh Tây nó mua như là mấy anh khủng á, nó mua ngày nào mua 600 ngàn. Nó mua hay lắm, em thấy nó mua hay lắm. Em nói thì hơi thẳng thẳng thắn tí thôi, anh chị thông cảm đi. Thưa với anh chị là anh chị nhớ cái con ô tô hàng xanh không? Có lần em khuyến nghị anh chị không? Có một cái video thứ 16, 17 em khuyến nghị con ô tô hàng xanh nhá. Em nói là cái chỗ mà cái vụ mà anh chị nhớ ở dưới Facebook của em này, ở dưới á, em đăng hơi nhiều thứ ở dưới, em có nói về cái việc ô tô hàng xanh mà thằng Bim lúc nó bị bê bối á. Đến bây giờ ô tô hàng xanh nó lên quá trời kìa. Anh chị thấy đúng không? Em có khuyến nghị họ phát cho anh chị này, cho anh chị Thế Giới Di Động này, Cotecom này. Em khuyến nghị trước Tết cho anh chị là ngành ngân hàng này. Em khuyến nghị từ hôm 25 tháng 12 ngành ngân hàng luôn á. Anh chị anh không biết là đợt vừa rồi, nói chung là làm theo cái khuyến nghị của em thì chắc cũng ăn nhiều đấy. Đợt này thì em khuyến nghị anh chị là thử xem xét ngành dầu khí xem. Có đấy, em có khuyến nghị ngành dầu khí ở mấy cái bài viết ở dưới á. Có anh chị coi. Vinamilk cũng được, dầu khí, Vinamilk, ngân hàng thì chờ nó dịp thì mua. Đánh theo dịp ăn hoàng hoàng, họ phát khen thì khói luôn rồi, năm vừa rồi và năm nay ăn quá trời luôn rồi. Em vẫn khuyến nghị với anh chị là con PVS hôm nay là để mua tốt, mua đi. Không chết được đâu. Tối nay khả năng nếu em nhìn theo giá dầu thế giới á, thì tối nay sẽ là một phiên mà break qua cái vùng 54 á. Em chưa biết là sẽ có tin gì hay là anh Trung anh làm loạn phát nữa thì cũng không biết, nhưng mà tối nay khả năng cao nó sẽ vượt mạnh á. Hy vọng thế. Không thì không tối nay thì tối mai. Nói chung là nhà em có đàn ông thì có đàn bà gì đâu. Đúng không? Em đùa đấy ạ. Dạ. À, mai mua Vietcombank được không hả? Vietcombank thì nó đến lực mua đến từ khối ngoại nên là phân tích biểu đồ kỹ thuật thì em không nhìn thấy nữa. KCB Kinh Bắc chứ, KBC chứ, KBC thì 14.4 vào được anh ơi, vào đắt hơn em 6 like, nhưng mà em dự báo nó lên tới 16.5 á. Masan hả? Masan thì đợt này bị đập quá. PVD thì múc đi anh Đức Anh Nguyễn, PVD ạ, múc đi ạ. PVD, PVS, GAT, múc con nào cũng được, thích con nào múc con đấy. Nếu thích GAT thì mua GAT, thích mua BD thì mua BD, mua gì mua ạ? Đúng không ạ? Ôi chết rồi, nãy giờ em ham nói quá, thị trường nó hết rồi, em quên chưa đặt lệnh cơ. Chết bà rồi. 250, chết rồi, quên không mua lệnh rồi. Hỏng rồi, để các bác đèn cho em đi. Các bác đèn cho em đi, chết rồi, em quên không đặt lệnh. Chết rồi, không có làm giá được. Làm giá nó đập cho mà làm giá cái gì. Thị trường này thì cứ theo thị trường thôi, mình ngu đi tí, thị trường là nó đúng, mình luôn sai. Chứ đừng có nghĩ mình đúng, thị trường sai chắc chết đấy. Chứng khoán là thế, mình luôn sai, thị trường đúng. Mình hơi ngu tí, thị trường luôn đúng. Đừng bao giờ có tư duy nghĩ đến việc tác động lên giá cổ phiếu. Cái này là kinh nghiệm từ năm 1570 đến bây giờ. Kinh nghiệm có nhất nhiều đời đánh chứng khoán của thế giới rồi ạ. Ngày xưa em kể chuyện về cái vấn đề làm giá, cái ông Livermore gì đấy. Lúc mà ông làm ăn thành công quá, bắt đầu là ông có đổi vợ. Ông này có lịch sử là đổi 3 đời vợ. Đến đời vợ thứ nhất thì cái đời vợ thứ nhất đó thì ủng hộ ông đầu tư ngon lành lắm. Đời thứ hai ông kiếm được tiền, ông có nhiều tiền không là ông tự mãn, ông đổi vợ thứ hai thì cái con vợ thứ hai nó chỉ có mỗi cái câu chuyện là lo lấy tiền của ông thôi. Đến cái đời thứ ba nữa thì nói với các anh chị là ông tự mãn đến mức là ông muốn kiểm soát thị trường,
tức là ông muốn là thị trường phải theo ý ông á, và cuối cùng là ông đã làm một cái hành động mà em thấy cũng không đúng thế nào cả, đó là đưa cái khẩu súng vào mang tai á, bóp cò. Cái trong cái cuốn mà hồi hồi ký của gọi là chết vì chứng khoán á, có nói về về cái chuyện đó đấy. Nên là đừng 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 bao giờ nghĩ đến chuyện tác động đến giá cổ phiếu, tốt nhất là không nên. VND hả? Em thấy rõ ràng là SSI, HCM với VND chỉ lên được có một phiên thôi, không thấy mạnh lắm. Rút kinh nghiệm lần sau em trực tiếp vào trong phòng họp đi, ở đây ngoài đây phòng em ồn ào lắm. Hôm nay lần đầu tiên em đạt 250 like của cái video ở dưới á. Hôm nay mọi người cho em 300 like đi. Nếu không cho em 300 like em không thoát đâu, em cứ để cái này cho anh chiều luôn á. Nói trước luôn á, nếu không đủ 300 like, hôm nay không đủ 300 like em để giờ anh chiều luôn, nào đủ 300 like em nghĩ à. Nói trước với anh chị luôn, không like em không nghĩ đâu. Chung nhà nhiều thứ nói lắm, thị trường chứng khoán chắc là nếu mà nói chuyện với anh chị em nói cả ngày luôn á, em nói sáng chiều luôn á. Rồi bây giờ nói chứng khoán này, nói về sách vở này, hay nói về gọi là cái gì á, các kiến thức về M&A này, hay là nói về quy trình làm giá này, hay nói về cổ phiếu penny này, cổ phiếu hàng giác này, cách lái giá như thế nào, anh chị muốn nói gì em nói cho anh chị nghe cái đó. À anh Thành Long hả? À, đúng rồi, mấy cái bạn đồng nghiệp á, mấy bạn nó nói chuyện lớn, kể các bạn đi. Mấy bạn đồng nghiệp nói chuyện nhiều. Long Điền hả? Long Điền thì để em gọi điện em hỏi cái anh mà làm cái gì ở bên Long Điền á? Có một cái anh bạn gì á? Hôm nay đúng là tiến lên mạnh nhất, lên 0.9 mà giá có 14 thôi. Mà giá 14 lên 0.9 là kinh nhất. Trong ngành thép thì tiến lên mạnh nhất, hoa sen mạnh gì? Nam Kim không mạnh. Hôm qua có một cái bạn nào đấy hỏi em về Hà Tiên á. Có một bạn nào đó đấy, nếu mà đang xem video này bạn đã có xem, bạn đó là cũng là khách hàng của em, à cái quên là anh em trong cái nhóm câu lạc bộ tự doanh, cái nhóm chúng ta mà Mạnh Thường Quân á có hỏi Hà Tiên á, em bảo Hà Tiên chúng nó đạp xuống để nó gom lên đấy. Mà đó hôm nay chắc xác nhận luôn Hà Tiên á. Cổ phiếu nhiều quá nên em không mua được chị ơi. Bởi vì trong danh mục của em chỉ khoảng 4 con cổ phiếu đánh đi đánh lại, mấy con đó gọi là mua đi mua lại mua lên. Bởi vì phương châm của em là giao dịch ngắn hạn trên nền dài hạn, nên em chỉ giao dịch những cổ phiếu có yếu tố dài hạn thôi, rồi sau đấy giao dịch ngắn hạn trên cái nền đó. Không, nói chung là ai muốn nói gì nói, mà kệ, em chỉ mà làm cái thứ em đang làm thôi. Nên chúng nó khuyến nghị này, chúng nó đưa tin. À hôm nay tiện thể nói về cái câu chuyện mà trên cà phê F hôm nay nó có một cái bài mà nói về cái chuyện mà đây anh chị này, cái bài những cạm bẫy nhiều nhà đầu tư thiệt hại nặng trên thị trường chứng khoán á. Nhiều người bảo em bảo cái bài viết này đọc hay, em bảo đúng là hay thật, đúng thế. Thưa với anh chị là nó như này này, người ta bảo là chết vì tin đồn, chưa chết thì làm sao biết nó là tin đồn, đúng không? Không vập mặt một lần, không ngã đau một lần thì làm sao biết ngã nó đau như thế nào. Thì phần lớn em nói đảm bảo với anh chị, chứ em nói những người mới tham gia thị trường chứng khoán nha, không một lần mất tiền, đố anh chị biết mất tiền nó như thế nào á. Không mất tiền mà vẫn nghe thằng khác bảo là đánh vào đó nó mất tiền đấy, làm sao biết được, nghe thế sao hiểu được, cứ đánh đi cứ mất đi. Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, anh Trần Hoàng Sơn, giám đốc chiến lược của chứng khoán công ty chứng khoán MVS á, anh nói thế này này, anh nói là đó là cung bậc của cảm xúc. Bởi vì khi người ta mất tiền rồi, người ta mới biết cái sự đau đớn của chữ mất tiền, và ngày xưa người ta kiếm khó khăn như thế nào, khi mất rồi người ta mới biết quý trọng nó, sau đó người ta mới hiểu được một câu chuyện là cần phải có trách nhiệm với câu chuyện là khi mà có ai đồn cho mình cái gì á thì phải cố gắng mà kiểm chứng nó xem là nó đúng hay sai như nào. Còn nếu mà cứ nhắm mắt mà mua vào á thì mất tiền là một trải nghiệm, và một trải nghiệm đó cũng cần phải được trải qua, đúng không? Em nghĩ thế, chắc thế đúng đấy, không sai đâu. Mua ít tiến lên hôm nay em lại cho khách hàng em bán ra một phần. Em bảo khách hàng này này, có người hỏi em cái này này, tiến lên bán được không, em bảo chia ra là một phần năm, bán đi một phần, bán đến khi nào mà nó không lên được nữa thôi á thì
thì anh chị sẽ được cái giá bình quân bán là tốt nhất. Đố anh chị biết đỉnh nó là đâu đấy. Nên là hôm nay em báo có một khách hàng báo là bán đi 1/5. Bởi vì tăng mạnh, cái nào tăng mạnh em cứ chia dần bán nó ít. Thì ui rồi cái AA này á, hỏi em ở đây có bác nào mà giao dịch lớn AA cho em hỏi tí. Em không gọi là lái mà em gọi là giao dịch lớn AA. Thì con này em thấy các bác giao dịch lớn làm khó quá. Làm lên lên xuống xuống hơi. Hơi khó con này hơi khó, ba con A. Bởi vì giao dịch khó quá, đánh lớn không được, đánh nhiều đánh khoảng tầm mỗi người mua 10.000 thì chắc là được, chứ cần mua nhiều hơn 10.000 các bác không cho chơi. Không giao dịch được. Anh Tú em quảng cáo tí nhá, anh chị nếu mà muốn tìm lại các video livestream của em á, vui lòng gõ lên Google á, từ trực tiếp chứng khoán tìm theo video sẽ ra tất cả những cái video livestream của em đăng trên đó. Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là em làm cái thủ tục hành chính tí, anh chị nào đang xem em á, like dùm em cái hoặc là chia sẻ bình luận gì đấy cho em cái. Đây là thủ tục hành chính thôi, vì cái này là liên quan đến hành chính nhà nước á. Nên là anh chị xem em thì có thể vui lòng làm em hai chuyện, một là thủ tục hành chính. Hai nữa là nếu muốn tìm kiếm lại là 35-40 cái video em đã trực tiếp á, thì gõ lên Google tìm là trực tiếp chứng khoán thì thấy cái mặt em nó chảnh nhảnh ở trên cái video á, là ấn vào đó là nó ra là em có khoảng 40 video đã trực tiếp từ trước đến giờ á. Thực ra thì có khoảng tầm có 15 video nói về kiến thức á, em thấy là những anh chị mới tham gia thị trường chứng khoán nên xem qua, nó hữu ích đấy ạ. Ví dụ như mấy video là liên quan đến là dành cho những người mới bắt đầu này, một vài cái video em khuyến nghị khá là tốt đấy ạ, về ngành nhé, nhận định ngành nhé. Alo, anh Gia Lai hả? Không, anh Gia Lai thì hôm nay thì chắc khả năng là có cái tin cuối cùng với câu chuyện HNG với Hoàng Anh Gia Lai, là cái câu chuyện là gọi là tin xấu cuối cùng ấy, là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh như sao á. Như biết trên bên cà phê app nó đăng chưa? Nếu không đăng thì chắc khoảng chiều nay nó đăng á. Đúng không? Anh chị nào thảo tin á thì chắc ra cái đó. SKG thì về mặt cơ bản thì doanh nghiệp vẫn phát triển ổn định thôi, nhưng mà chỉ có là một chút ảnh hưởng tâm lý là giá dầu nó tăng, thì chi phí đầu vào là của SKG là xăng dầu á thì nó hơi ảnh hưởng chút xíu. Nếu giá dầu vẫn cứ giữ vùng 55 thì SKG ổn thôi, vì tốc độ tăng trưởng của Phúc Quốc á, nó sẽ đi song song hành với việc vận tải hành khách của Super Đông Kiên Giang, và cái du lịch Phúc Quốc với lại du lịch của những cái khu vực mà gọi là Hà Tiên á thì sẽ tốt SKG vậy thôi ạ. À, hình chị nhớ vô em cũng có một cái hình mới đăng ở dưới á, em đầy bạn rồi nhưng không kết được, đầy bạn 5.000 bạn rồi, tức là nhiều quá rồi. Em đang thanh loại lại những ai mà ít follow, ít ít tương tác, hoặc là những người, những nick nào mà nick bị gọi là nick ảo á, em sẽ bỏ đi rồi từ từ em kết bạn sau anh Huỳnh Trịnh ơi. Dạ. Em trực tiếp tới khi nào mà đủ 300 like nhá, không có là em không tắt đâu. Anh chị để like rồi em cái đi, không có em mất công ngồi giờ đến chiều không tắt đâu. Anh cứu đời cái, không có là giờ đến chiều nữa. À, chị Liên ơi, hôm nay có bán bớt hoa sen chưa? Hôm bữa mua hoa sen cũng một mớ mà, còn đúng không ạ? À? Đúng không? Bán bớt hoa sen hôm nay là đẹp quá rồi. Hôm nay em lu bu quá em quên bén mất là chị còn mớ hoa sen nữa. Hôm bữa mua được giá 40 mấy á, 48 hay 49 á, cũng ngon á. À, để em tìm cái cuốn nó cho anh bố với rồi. Nghe vững cái tai nghe. À, hôm nào đấy em gửi tổng hợp cho anh chị trên cái báo Kinh tế Sài Gòn này, báo này này. Em nói với anh chị nha, những người nào ở xa, những người nào ở xa nên đọc nên đặt một cái chuyên san báo này. Một tuần của nó có một tờ thôi, một tháng 4 tờ, đặt và đọc cái này này. Cái này em khuyến nghị rất là chân tình luôn, bởi vì trong tất cả những cái báo em đọc thì báo này là báo viết chuyên sâu nhất về tài chính. Đây này, trong cuốn này này.
cứ mỗi tuần là thứ năm hàng tuần là nó sẽ có một tờ Thời báo Kinh tế Sài Gòn. Anh chị đọc cuốn này em thấy là nó còn hay hơn Thời báo Kinh tế Việt Nam cơ. Bởi vì cái những người viết ở trong cái bài và cái cuốn này này rất là hay luôn, viết hay và chuyên sâu. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là trong cái phần mà phần bên trong này, cái phần tài chính chứng khoán á, nó có gần đây nó có bốn cái bài, trang 47, trang 48, trang 50, trang 52 á, chỉ nói về ngân hàng thôi, khá là hay luôn. Anh chị về xem lại, nếu anh chị nào đầu tư ngân hàng nên nên tìm cái cuốn này. Cuốn này là cuốn Thời báo Kinh tế Sài Gòn năm thứ 27. Số này là số 6. Mùng 9 tháng 2 năm 2017. Có bốn bài viết về ngân hàng, nói rất hay luôn, nói khá là hay luôn. Anh chị vào cái phần tài chính chứng khoán này này. Đây này, bốn bài này. Bao gồm có một bài là bài động lực cho nào cho cổ phiếu ngân hàng trong năm 2017. Bài thứ hai là luật nào để hỗ trợ tái cấu trúc các ngân hàng và xử lý nợ xấu. Và cái vấn đề thứ ba đó là vấn đề là luật hóa cái việc mà để mà xử lý cái tài sản đã thay thế cái nghĩa vụ trả nợ. Cái này nó đang luật hóa, anh chị về xem đi, anh chị nào đầu tư ngân hàng nên xem, em khuyến nghị nên xem. Đừng nghe chúng nói chém gió, hãy đọc và nghiên cứu đi ạ. Em mong các anh chị là cố gắng đọc thử. Đó là cái việc đó, em đọc lại, em sẽ tổng hợp lại cho. Thì hồi nãy em có nói lan man mấy thứ đấy là nó là từ báo và từ cái kiến thức về ngân hàng của em thôi, chứ không phải là em chém gió đâu. Em nói thật, đó là thứ hai. Thứ ba nữa là em đang đi quanh cái bài viết mà trên Cà Phê F về cái chuyện mà những cạm bẫy á. Thì nói thật là cạm bẫy thì có mà được cả đống. Cái chết về tin đồn thì chết nhiều nhất. Anh chị nào mà mới tham gia thì sẽ bị dính là gọi là mất tiền vì tin đồn là đầu tiên. Thực ra thì nói giống đồng nghiệp của em nói á, mất tiền thôi chứ chứng khoán không thể chết được. Có chết thì chẳng qua là nhảy cầu thì chết vì nhảy cầu thôi, chứ không phải là chết vì chứng khoán đâu. Chứng khoán là mất tiền. Chết vì tin đồn thì cũng là sẽ mất tiền. Mất tiền thì dẫn đến là nhảy cầu thì cuối cùng là kết luận là chết vì nhảy cầu, chứ không phải chết vì chứng khoán. Cái thứ hai nữa là đầu tư vào doanh nghiệp lỡm. Ở trên Cà Phê F cái bài này em có cái link cho anh chị nhá, cái bài những cạm bẫy nhà khiến nhà đầu tư gọi là tựa đề của nó là khiến nhà đầu tư thiệt hại nặng á. Còn nếu em thay đổi tựa đề thì em nói là những cạm bẫy khiến tan cửa nát nhà. Đó là tin đồn này, mua theo tin đồn mà mua bán nhà bán cửa đi mua là cũng chết này. Cái thứ hai nữa là đầu tư cho doanh nghiệp lỡm mà không nhìn thì không nói là tức là quá tin vào môi trường chứng khoán á thì cũng chết. Em cũng chết nhiều. Nói chung em thì em nói thật là em chân tình với anh chị luôn là em cũng chết nhiều chứng khoán, nên là em thấy là mất tiền chứng khoán nó mệt mỏi lắm, cố gắng kiểm soát giữ lấy tiền. Và có một cái thứ nữa là ít anh chị để ý đến, đó là đầu tư sai thời điểm. Bởi vì em hôm nay em nói câu chuyện vui vì chưa đủ 300 like nên là em chưa ngừng được. Đủ 300 like mới ngừng. Like xin ngừng gì đúng là câu like đúng không? Ta đã bắt đủ rồi, ta đùa thôi, bởi vì là đó là cái đoạn để cắt để cho nó đỡ mình đỡ nói liên tục cho đỡ mệt á. Đó là cái một cái nghệ thuật nói chuyện thôi anh chị ạ. Thực tế mà nói thì em nói với anh chị thế này này, nói thế nào nhỉ, nói thế nào về cái vụ cổ phiếu lỡm nhỉ? Anh chị thích nói cổ phiếu lỡm không? Em lại lan man, em đang nói về cái vụ mà đầu cổ phiếu lỡm thì qua có nói rồi. Đầu tư vào cổ phiếu lỡ thì nói rồi, đầu tư vào theo tin đồn thì cũng nói rồi. Nhưng mà có một cái thứ nữa đó là đầu tư sai thời điểm. Anh chị ít biết cái chuyện này thì em kể một câu chuyện thế này này. Em lấy ví dụ Mr. Thị Trường là một cái anh nào đó gọi là người khổng lồ. Mr. Thị Trường anh em có một cái đặc điểm thế này nha. Cứ khi nào mà thị trường xuống á thì anh há miệng và anh nuốt hết tất cả tiền của mọi người vào. Sau đấy á, đến một ngày nào đó thị trường nó lên thì anh ấy lại đem cái tiền mà đem cái thứ trong bụng anh nuốt vào á, anh ấy phân phát cho những người, phân phát lại. Thế thì về bản chất là tiền không mất đi mà chỉ chui vào mồm của cái anh Mr. Thị Trường, sau đấy anh Mr. Thị Trường lại trả lại cho mọi người thôi. Nhưng có một cái điểm nó khác biệt ở cái chỗ là nó không có chuyển hóa đúng, là mà nó chuyển hóa lại sai là chỗ thế này này. Khi anh Mr. Thị Trường anh nuốt tiền của người A, nhưng sau này khi mà anh trả lại thì anh lại trả lại cho người B. Tức là anh trả không đúng người, với đơn giản là những người mà đã mất tiền thì không còn tiền để đầu tư nữa. Những người mà mua được cái vùng giá đáy tại thời điểm đấy thì anh Mr. Thị Trường anh lại trả lại cho cái người đó. Thì đó là về em kể câu chuyện như thế. Thì câu chuyện như vậy nó sẽ dẫn đến cái câu chuyện, nó là
Nếu mà dù cổ phiếu đó có tốt đi ăn nữa mà anh chị vào sai thời điểm á, nó vẫn mất tiền. Tức là vào đúng cái thời điểm mà Mr. Thị Trường nó đang ra sức để nuốt tiền của mọi người, thì anh chị vào kiểu gì Mr. Thị Trường nó cũng cuốn anh chị vào trong bụng. Nhưng đến khi anh chị vào đúng cái thời điểm mà thị trường đang có xu hướng tăng á, và hoặc là đang ở cái vùng đáy mà tạo đáy á, thì là đúng là cái thời điểm là anh chị là gọi là thay thế một lớp nhà đầu tư mới sẽ thay thế vào một lớp nhà đầu tư cũ đã mất tiền. Lúc đó lớp đó sẽ được Mr. Thị Trường trả lại tiền. Tức là anh chị là người B, người A thì bị nó nuốt tiền, người B thì bị nó trả lại tiền. Anh chị hiểu cái đó thì sẽ hiểu được là cái thời điểm trên đầu tư vào thị trường, cả trung hạn, ngắn hạn và dài hạn nó đều giống nhau. Nếu anh chị với tư duy là đầu tư vào thị trường là dài hạn, nhưng mà vào lệnh mà sai thời điểm, tức là cái chu kỳ dài hạn của nó, ví dụ như chu kỳ kinh tế là 10 năm, ở thế giới nó thống kê chu kỳ chứng khoán là 8,9 năm, chu kỳ chứng khoán là 8,9 năm, thì anh chị mà có đầu tư dài hạn mà vào sai cái chu kỳ và vào cái chu kỳ mà 8,9 năm giảm á, anh chị vẫn cứ mất tiền như thường. Nếu đầu tư chơi trung hạn thì cũng vậy. Đầu tư trung hạn thì chu kỳ của em được biết á, là 3,2 năm. 3,2 năm thì nếu anh chị mà vào sai cái chu kỳ trung hạn cũng chết luôn. Đặc biệt là nếu mà chu kỳ phát triển của những cái ngành nghề mà gọi là ngành nghề có đặc thù á, hoặc là một số ngành nghề mà vào sai cái thời chu kỳ để mà đầu tư ngắn hạn á. Ví dụ như là một doanh nghiệp nó có cái lợi nhuận là chủ yếu book vào tháng 2, quý 2. Nhưng mà anh chị lại đầu tư ở vào quý 4 thì nó lại không đúng thời điểm. Nên đơn giản là anh chị cũng mất tiền như thường. Bởi vì cái thời điểm quý 1 và quý 2 là thời điểm mà người ta không có lợi nhuận. Người ta muốn toán lợi nhuận vào quý 4, quý 3, quý 4. Và anh chị đầu tư vào quý 1 và cái doanh nghiệp đó anh chị cũng sai thời điểm. Vậy là cũng sai nữa. Nói chung là nói về chứng khoán thì nhiều thứ để nói lắm. Thôi đủ 300 like rồi em nghỉ nhá. Đúng rồi đấy anh, đúng rồi anh này. Tâm nào à, cái anh Tùng Trần, anh Tùng ơi, Tâm nào à? À, Tâm, anh quen chị Tâm à? Chắc thế. Đúng rồi, bên cạnh em là hai cao thủ, em ở dưới, ở đứng trên vai hai người khổng lồ. Ở hai bên có hai người khổng lồ, bên này có một người khổng lồ, bên này có một người khổng lồ. Chém nữa hả? Chém gì giờ? Bây giờ phải cho em biết được chính thức chém gì mới được chứ. Hay là nói về cái vụ mà doanh nghiệp lớn đi. Doanh nghiệp lớn thì có video ngày hôm qua nói rồi đó, video dưới á. Sáng ngày hôm qua có video nói về doanh nghiệp lớn rồi. Nhận định phân biệt như thế nào là cổ phiếu bèo á, cổ phiếu rác á. Nên hiểu thế nào về cổ phiếu rác. Thực ra là nó là trò chơi mà ngày xưa anh chị có biết có cái trò mà trò gì em quên méng mất, cái trò tổng bằng không á, có cái trò tổng bằng không á. Nói chung là cái trò mà chơi cổ phiếu rác á, là cái trò chơi mà tổng bằng không, hay là một cái trò chơi mà em nhớ ra rồi, trò chơi truyền lửa. Anh chị biết trò chơi truyền lửa mà lúc mà sinh viên anh chị hay chơi không? Tức là cái ngọn lửa là cứ đưa qua tay mỗi người thì đổ thêm một tí dầu và sau đấy là cho nó cháy. Thằng nào mà gặp phải cái lúc cuối cùng mà thằng không bóng tay thì chết đó, cái trò chơi truyền lửa đó. Đó là cổ phiếu rác, nó giống cái trò chơi đó. Và cái kết cuối cùng là nói chung người nào tức là mua cổ phiếu rác mong rằng mình mua được giá thấp và bán được giá cao, và cũng luôn luôn nghĩ trong đầu rằng là cái lúc mà đỉnh là không phải mình. Nói chung là đỉnh là đã truyền cho thằng khác rồi. Đấy, nói tóm lại là thế, rác nó là vậy, bởi vì rác nó chả có gì để phân tích cả. Mua rác thì đồng nghĩa với việc là mua thấp và mong rằng là bán được cho thằng khác và mong thằng đấy cho nó chết và mình không trúng vào đỉnh, trong đầu nghĩ thế. Hay là giống như là mua Vietlott á, biết tỷ lệ xác suất trúng của nó là 1/82 triệu cổ phiếu, 1/82 triệu người mua, nhưng mà lúc trong đầu mua lúc nào cũng là vận may sẽ thuộc về tôi, còn 8,2 triệu và còn lại là đều không may, tôi sẽ chắc chắn trúng đấy. Nhưng mà vấn đề tóm lại là chẳng qua trúng hết, tỷ lệ của nó thấp quá, thì trò chơi cổ phiếu rác nó cũng vậy thôi. Thì hiểu, tất nhiên là chơi thì được thôi, nhưng mà phải hiểu nó. Còn tin đồn á, thì em nói về tin đồn nhá. Anh chị muốn nghe về tin đồn không? Nghe thì để lại cho em follow đi, chia sẻ đi, em nói tin đồn cho nghe. Hôm nay em rảnh, hôm nay là ngày đầu tiên của từ đầu năm đến giờ là hôm nay rảnh không việc gì làm. Nha, em nói thật với chị nha, từ Tết ra đến giờ em
nhưng mà bận lắm, nhiều việc nữa. À, có một cái thông báo với anh chị nữa là thứ bảy tuần này, sáng sớm thứ bảy tuần này á, thì mời các anh chị là offline tại cái địa chỉ hôm trước, 132 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2. Đó là cái tòa nhà gọi là cái gì á, khách sạn dịch vụ á, em thuê ở tầng 1. Anh chị về tới đó vào lúc 8 giờ rưỡi hoặc 9 giờ ngày sáng thứ bảy tuần này. Có khoảng ở Hồ Chí Minh mình thì trong cái nhóm của em á, cái nhóm mà đóng phí á, cái này thì em chỉ mời những người mà có tham gia nhóm thôi. Ở Hồ Chí Minh thì có 12 người. Có 12 người ở Hồ Chí Minh thôi. Nhưng mà em mong là đợt này cuối tháng thì sẽ có một số người ở Đà Nẵng hoặc là Hà Nội bay vào nữa. Nhưng mà chắc hôm nay thì chắc chưa có đâu, cuối tháng 2. Cuối tháng 2 thì thường là những cái đợt cuối tháng á, thì sẽ tổ chức và có cả anh chị em ở Cần Thơ, Đà Nẵng và Hà Nội. Khả năng sẽ vui hơn. Nói chung là em phương châm là những cái buổi đó là những buổi mọi người nói, em ngồi em nghe. Và phương châm của em những buổi họp đó là em pha cà phê cho mọi người uống và kết bạn bè. Nó gọi là tứ hải giang hồ gia huynh đệ đấy, tức là kết anh em. Em biết được nhiều lắm nha, em quen biết được cả bác sĩ bệnh viện Việt Đức này. Em quen được anh chị em làm bên Việt Nam Airlines này. Quen được rất nhiều anh chị em, nói chung là giám đốc CEO của rất nhiều các tập đoàn khá là lớn. Cũng vui nữa, nhưng người ta giỏi ở cái lĩnh vực khác, nhưng mà chứng khoán thì cũng mới tham gia nên là cũng chưa giỏi lắm nên là cũng đang muốn học hỏi nhau, chia sẻ nhau thôi. Em ngồi em nghe hôm bữa có một cái anh tên là Hải, anh ấy là giảng viên đại học gì đó không biết đó, em nhớ không nhầm là anh là giảng viên đại học á. Anh ngồi nói chuyện cũng hay lắm, anh nhiều kinh nghiệm lắm, anh giao dịch chứng khoán từ năm 2006 cơ. Nói chung là mỗi hôm sẽ có một cái hay, anh chị cứ đi sẽ gặp rất nhiều anh chị em mà cùng cái đam mê nhưng mà khác lĩnh vực, họ chia sẻ cho anh chị những kinh nghiệm khác. Chơi chứng khoán là ngoài cái chuyện mà để lời lỗ, phải thêm một cái nữa đó là nâng cao tư duy lên, không những làm tốt chuyện chứng khoán mà có thể làm tốt những chuyện khác nữa. Các em là như thế, không biết anh chị nghĩ thế nào. Trương Đại làm nghề y hả, nhậu hả? Anh thì không biết nhậu em ạ. Anh chỉ biết uống cà phê thôi, nhậu thì lại uống không được, anh uống được khoảng hơn chai là say mất rồi. Tin đồn thì để hôm khác nói đi, tin đồn nó hay lắm. Nói chung là tin đồn ở Việt Nam mình nó là cái gì nhỉ? Cái kiểm soát cái tin đồn và kiểm soát những cái việc mà nói láo, nói bậy, nói mất dạy á. Hoặc là những cái việc mà mở những cái Facebook mà không đúng, không hợp lý á. Hay là em nói với anh chị nha, có rất nhiều người ẩn danh phía sau, gửi tin nhắn này, gửi mail này, không dám lộ diện. Lập những cái Facebook lung tung, lập những cái địa chỉ cai vớ vẩn, sau đấy là đưa ra những cái tin đồn thất thiệt nhằm trục lợi cá nhân nhưng mà gây thiệt hại cho người khác. Không dám trần cái mặt ra giống em thế này đâu. Nhiều thằng nó nói chuyện nó hay lắm, nói phân tích kinh lắm, nhưng mà giấu ẩn danh ở sau là cái gì á, ông thần gì ghê gớm lắm. Nhưng mà không dám trần mặt ra, bởi vì đơn giản là họ không có uy tín, họ không xây dựng cái uy tín giống như em đang xây dựng. Em làm, em nói chuyện với anh chị, em chia sẻ là em đang xây dựng cái uy tín, xây dựng cái niềm tin. Còn những cái người mà ở đằng sau ẩn danh á, đó là những người mà không đáng, đó là tin đồn. Những người đó nói ra đó là không đáng để tin, để nghe. Bởi vì đơn giản đó là người ta cố tình ẩn danh người ta đi để người ta đưa ra những cái tin đồn thất thiệt. Anh chị nghe vào mà không phân loại được sẽ thất thì nó gây thiệt hại cho chính bản thân mình mà gây thiệt hại cho người khác. Đúng không anh chị? Đó là cái thứ hai. Không là thành viên à? Không là thành viên thì cho nghe miễn phí, nhưng mà tháng sau thì góp gọi là góp gạo thử cơm chung thôi, bởi vì nó đơn giản thế này này. Bởi vì em tiết giảm chi phí nên em cũng mời đi quán cà phê thôi, bởi vì quán cà phê mà tiếp khoảng tầm 30 người thì hơi tốn tiền, nên em mua cà phê về nhà em tự tay em pha cho mọi người uống. Những người nào mà không đóng phí thì đến vui lòng đóng tiền cà phê, mỗi người đến đóng 100.000 tiền cà phê cho 4 buổi tham gia một tháng. Không đóng phí không sao, đến nghe đến chơi đóng tiền cà phê 100.000 uống cà phê mỗi tháng là sẽ họp 4 lần. Mỗi lần là mình uống cà phê, uống nước ngọt hay gì đó thì em mua em pha thì rẻ lắm, hay khoảng tầm 20.000 thôi, thì mỗi người đóng cho em 100.000 đến nghe 4 tháng tuần 4 lần. Ok không, cái này là rất là sòng phẳng thôi, không
không có bữa không có bữa cơm nào miễn phí hết, không có bữa tiệc nào miễn phí hết, không có bữa cơm nào là miễn phí hết. Ok. Em đùa đấy ạ. Nói chung là mời anh Thái Bùi Công tới tham gia nhá. Mời anh Thái Bùi Công tham gia. Bảy trăm mười, 720 là có thể đấy ạ, xác suất cao 65%, trên 65%. Thực ra thì 707, 710 thì cũng là 710 thôi. Hoặc là 710 thì nó lên chút xíu, đẩy Vitamil Gap với lại Sabico lên, với lại thêm rốt nữa là nó lên thôi mà. Cái thằng rốt á, anh chị có biết cái thằng rốt không? Em gọi là thằng rốt á. Ở ngoài Bắc gọi thằng rốt hay là ở trong này gọi là thằng út á. Sao đâu anh Thành Long ơi, bởi vì Hồ Chí Minh rất là ít. Nhóm ở Hồ Chí Minh mình có 12 người thôi, nhưng mà đi xác suất không được đủ đâu, khoảng tầm 5-6 người thôi. Hôm nào mà nhóm mà đóng phí á, thì em sẽ thông báo như họp nhóm kín, anh không lo. Những cái gì cần quan trọng nhóm kín thì ta sẽ làm. Còn hôm nào mà để mà nói chuyện thì thứ bảy thì không phải là thường xuyên là nó đâu. Chứ mà anh em nói nghe cũng được, không sao đâu anh Thành Long ạ. Bởi vì cái lợi ích của anh em tham gia nhóm, ngoài cái việc mà họp thứ bảy ra, chẳng qua là chỉ là gọi là tứ hải giang hồ kết hình đệ thôi, chứ còn cái vấn đề tư vấn thì ta có cái khác rồi anh ạ. Ta có cái tư vấn điểm mua điểm bán với ta họp với nhau nhiều cái khác. Cái này thì chỉ riêng nhóm anh em mình làm với nhau thôi, không vấn đề gì. Sắp tới đây em chỉ xét khoảng tầm 20 người thôi. Em nói thật với anh chị là em sẽ tăng cái phí lên 1 triệu một người. Em xét khoảng 20 người hoặc 15 người, anh em làm với nhau kiếm lợi nhuận thôi. Chứ còn đông làm cái gì, sức đâu mà làm. Thích nói về kiến thức thì ngồi em nói thôi, chứ còn thực ra em không có khe lắm chuyện đó đâu. Nói thật đấy. Có một số bạn sinh viên mà cho em tham gia với, ok cho luôn. Đóng tiền không? Miễn phí. Em cá luôn á. Em nói thật với các bạn. Thậm chí là ở các chỗ khác mà bán hàng á, báo sinh viên giảm 30%, ở đây em bán hàng sinh viên mà chịu khó hỏi em giảm 100% luôn. Một đóng phí gì đấy em đến mời cà phê. Có nhiều bạn đến em mời cà phê tiếp đón chân tình. Thêm anh em, thêm bạn bè vui gì đâu. Tiền bạc quan trọng gì, cái vấn đề phí không quan trọng lắm. Thật sự là thế. Em mà quan trọng thì em chả đi ngồi em làm đến 40-50 cái video. Có khi em đang hứa mọi người em làm 200 video nói về chứng khoán, kỳ vọng là phổ cập kiến thức chứng khoán. Em mà quan trọng tiền bạc em đi, em có khủng đi làm chuyện đó. Không làm, nhưng mà đây em không quan trọng tiền. Thật. Nói thật đấy. Dạ, cuối tuần hẹn gặp anh nhá. Và địa chỉ là 131/32 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2. Nếu như hôm đó mà nếu mà ở đó mà bận quá thì em sẽ mời anh chị ở ra một cái quán cà phê gần đó, cực kỳ đẹp luôn, quán ven sông luôn. Quán ở trên cái đường Nguyễn Văn Hưởng nó có một quán cực kỳ đẹp. Quán đó không đẹp em không lấy tiền. Anh chị cứ đến đi. Nếu như cái chỗ em mà em xét không tức là nếu mà có bận về cái chuyện thuê mướn mà các bạn cộng tác viên của em đang làm á, thì em sẽ mời anh chị ra một cái quán ở chỗ Nguyễn Văn Hưởng là quán gì chị Hiệp nhỉ? Có cái quán cà phê rất là lớn, quán Villa Ven Sông, quán Villa Ven Sông, quán cà phê Villa Ven Sông á, quán đấy cực kỳ đẹp luôn. Sẽ mời anh chị em ra đó cà phê bữa cho vui, buổi sáng khá là tuyệt vời luôn. Còn cái gì để nói nữa không? Ok, C trước nguy cơ rơi vào diện bị kiểm soát. À, nói về cổ phiếu thép, em nói lại một lần nữa là em đã có một video nói về thép rồi. Thép thì hai quý đầu năm, quý 1 và quý 2 vẫn tốt. Điểm ngưỡng gọi là đỉnh điểm lợi nhuận của thép phải nằm ở quý 2 năm 2017. Đó là lý do tại sao mà thép vẫn tăng. Em giải thích được tất cả các vấn đề trên thị trường chứng khoán cho anh chị. Anh chị muốn nghe gì em giải thích cho nghe. Thôi hả? Hà Nội em có ý tưởng cái này này, em sẽ 3 tháng một lần em sẽ xét họp off ở Hà Nội một lần, Đà Nẵng một lần, Cần Thơ một lần. Nếu mà được đông thành viên thì em sẽ off cho vui. Được không ạ? Đồng ý không? Đồng ý với thương vụ này không? Em off Hà Nội một lần, 3 tháng một lần. Năm ta off ở Hà Nội một lần, Đà Nẵng một lần, Cần Thơ một lần. Anh chị có nghe thấy em nói không? À, với có một cái thứ nữa thế này nữa nha. Em cũng xin ý kiến mọi người luôn. Em mình tính tập hợp cái phần mà trong nhóm của mình, hoặc là những người mà nghe video, hoặc là nghe những khuyến nghị của em mà là và đầu tư có lợi nhuận á,
thì trích một phần lợi nhuận đó thì anh em mình sẽ tổ chức đi tình nguyện. Tình nguyện ở bên BSG nhà em năm kia có đi tình nguyện ở một cái trường tiểu học ở dưới Đồng Nai á. Em thấy là rất nhiều người thiếu sách vở, các bạn nhỏ thiếu sách vở và thiếu quần áo. Mà khi mà ta mà xét với nhau mà làm ăn mà có lợi nhuận á thì trích ra một phần, ví dụ như người đóng một chút nào đó, chúng ta tổ chức đi tình nguyện. Cái này cũng vui lắm, em thích cái này. Không biết mọi người có thích cái này không, nhưng mà em thích cái này. Thì ta mua sách vở đầu năm cho các bạn, rồi mua ví dụ như quần áo hoặc thu gom quần áo đi, giống bọn em đi thì đơn giản lắm, bọn em ví dụ như khoảng tầm mấy chục triệu, sau đấy mua sách vở, mua xe đạp và tặng này kia, hoặc là mua mấy cái thứ mà các em cần, ví dụ như là chì màu này hay là gì đó. Đến đó thì ta trực tiếp ta tham gia một số hoạt động vui chơi rồi ta phát. Cái này nếu mà anh chị em đồng ý thì sau này là cái tài khoản mà lâu nay anh chị em mà người đóng tiền, ai đầu tư mà có lợi ích, trích ra một phần, một chút xíu thôi, không đáng kể đâu, tùy mọi người, gửi vào đó và ghi rõ là dùng để từ thiện. Em sẽ tổng hợp cái đó được bao nhiêu đấy, anh em mình đủ kinh phí anh em mình đi. Có được không ạ? Cái vụ này thì mọi người nghĩ sao ạ? Bởi vì em nghĩ là thị trường chứng khoán thì cái may nó cũng nhiều lắm, ai mà gặp may thì nên làm chuyện đó. Em hay thích làm chuyện đó, anh chị nếu thích thì sẽ làm chuyện đó, anh em mình đi từ tình nguyện. Em sẽ xét chỗ cho, nếu mà tình nguyện gần nhất á, đó là vào bệnh viện Ung Bướu phát cơm bệnh viện Ung Bướu á. Em thấy ở bên Ung Bướu có rất nhiều những mạnh thường quân, họ phát cơm hoặc là họ phát tiền trực tiếp cho bệnh nhân luôn, cho những người mà bệnh nặng á. Đó là gần. Xa hơn nữa thì đi một số huyện, huyện miền núi, hoặc là một số huyện ở Đồng Nai á, nhiều huyện nghèo lắm anh chị ạ. Em có đi rồi. Trước bọn em đi cái gì Cửu á, Vĩnh Cửu. Trước bọn em đi Vĩnh Cửu. Ở đó họ nghèo lắm, mà hai nữa là trẻ em á, họ thiếu thốn nhiều thứ lắm. Cái này nếu được thì anh chị cứ làm, sau này em sẽ phát động cái này sau, dần dần khi làm tốt em phát động sau. Còn cổ phiếu thì nó biến thiên hàng ngày nên là có nhiều thứ để nói lắm, em có thể nói rất nhiều thứ. Nhưng mà em thích cái chuyện mà em đang nói, cái chuyện vừa đi tình nguyện đó, nên tình nguyện giống như một cái cách để em thấy có nhiều khách hàng em thì hay đi chùa chiền cũng được, nhưng mà tình nguyện thì hay hơn, ý nghĩa hơn, thiết thực hơn. Ok, ta dừng trực tiếp ở đây nhá. Bye bye cả nhà. Hẹn ngày mai gặp lại. Hôm nay thì em rảnh nên là nói chuyện tí một chút xíu. Dạ. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ ạ.